Xin chào tất cả mọi người, hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh bài, âm thanh cổ. Hôm nay Khôi tiếp tục giới thiệu với anh em một bộ ghép gồm có một cặp loa Fisher Bass 40. Thì tối hôm qua anh em Khôi cũng đã lên sóng rồi. Và hôm nay thì Khôi ghép với một con âm ly rất là nổi tiếng và huyền thoại của hãng Fisher, đó là Fisher 400T, một phiên bản thay thế cho 450T, quá mắc cũng như là quá hiếm, ít hàng. Thì 400T nó cũng là công suất cùng rồi sò nhôm Motorola, tất cả đều giống với 450T. Tuy nhiên cái mức giá nó rẻ hơn rất nhiều, rẻ hơn gần chục triệu. Nên anh em lưu ý giữa cái model, các cái model để mình lựa chọn nha, cho nó tiết kiệm chi phí cũng như là tạo sự khác biệt. Đây Khôi quay luôn cho anh em gần. Máy móc rất đẹp luôn, thậm chí là chưa qua sự bán phút tác luôn nha. Cái con này, cái cục này này, cái nút nhấn này này, Khôi vận chuyển nó bị rớt nha. Tí Khôi sẽ lấy cái khác Khôi gắn vào cho nên cái này Khôi có một chắc chắn 100% nha. Đó. Tại vì đầy trong cái hộp á, các cái thùng linh kiện á, mình chưa có dọn ra nha. Đây nè, rất đẹp ha. Máy móc hoạt động tốt. Cái vỏ gỗ này là made in Việt Nam, nhưng mà cái gỗ này cũng là gỗ Nhật cái này. Để Khôi quay cho anh em xem cái gỗ Nhật. Đây, gỗ Nhật này. Gỗ Nhật nha, chứ không phải là gỗ của việc gỗ như ngoài chợ. Cái vỏ này có trị giá là 1 triệu, còn bình thường là chỉ có 600-700 thôi ha. Rồi đó là cơ bản. Thì nói về các cái thông số kỹ thuật, đây anh em cùng xem. Công suất 225W hay lớn hơn 500T, 500T có 180W thôi. Đó. Chạy sò nhôm Motorola nằm trong này nè. Rồi đó. Thì cái con này anh em cùng clip trước á, Khôi cũng đã có clip giới thiệu về rụt loan các thứ rồi. Thì Khôi xin phép và Khôi không tháo nó nữa, mất công. Khôi sẽ edit lại cái phần đó. Còn nếu anh em nào mà muốn xem chi tiết ảnh đó, thì vào Zalo hoặc là Facebook đều có ha. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi. Clip này chủ yếu là Khôi tri ân khách hàng sạc kho. Cái mức giá cho con âm ly này nó chỉ còn 15.500, còn ngày thường là 18.500. Nếu mà anh em mà có điều kiện hoặc là có nhu cầu chơi á, thì sắm ngay trước Tết để có cái giá ưu đại cũng như là cái giá tốt nhất từ trước tới nay nhá. Tôi xin phép tạm dừng đây. Bây giờ thì tôi sẽ test thử chất âm với cặp loa Fisher Bass 40 nhá. Tôi đã quên rồi chuyện đi và quên xa anh. Để mà mở tâm ra. Rồi bây giờ mình nghe nguyên các khúc nha. Thank you.
chưa vệ sinh đó. Sò nhôm Motorola anh em ha, sò nhôm Motorola này đó. Rồi đời tụ hồng nhá, đặc biệt đời tụ hồng luôn, hiếm luôn rồi nè, tụ hồng tăng phô rất to. Thì tăng phô này các con này kích tinh lửa này, đây 400T nó hay á, là vì nó các cái con này này đó, nó giống với 800T, cái tinh lửa rất là to luôn. Rồi đó, may mắc là chưa chùi, chưa thổi bụi luôn này, toàn bộ là chưa thổi bụi đó. Nó có sét mắt có trứng luôn mà chưa chùi nha. Đó, các cái vết hoen này là anh em biết này, là nó chưa chùi theo thời gian, vì cái sườn này là sườn nhôm. Đó, còn lại rất là đẹp, nhìn vào mấy cái cục này là biết này. Thường thường thì mấy cái cục chắn radio này là nó hoen hết, nhưng mà con này chưa ha. Rồi máy móc là bình, mấy con fixer này ship từ bên vậy thì thường nó hoạt động tốt anh em nhé, chẳng có gì để mình phải lo phải ngại hết ha. Rồi thì mình chỉ có về xin tra dầu vào các cái chiếc áp thôi. Đó, còn lại là để không quan tâm. Đây đây anh em nha, vào gỗ này, vào gỗ nhập anh em này, thấy không? Đó, ok chưa? Đó, y chang, nó cái gỗ rất là mỏng anh em nha. Anh em để ý này, đó, cái gỗ nhập thì nó mới mỏng được như thế này. Còn mà nếu như mà gỗ Việt Nam mà gỗ kia là nó cong liền, đè cong liền anh em này nè. Còn này là anh em đè chắc cú luôn nha, không có dấu cong luôn này, bẻ không cong luôn nha. Đó, nó sự khác biệt nằm ở đó. Nên cái vỏ này nó chỉ giá là 1 triệu. Còn cái kia thì có 600 thôi. Rồi ok, đó là xong ha. Bây giờ còn cái phần đít nữa. Những con Omnifixer đồ cổ nó có giá trị hơn, khác nhau là vì nó phải còn tủ zin này nè, tủ zin là tủ dưới nữa. Bây giờ mình đặt cho anh em cùng xem.
nắp đáy này ha, nắp đáy này. Thì theo thời gian mình cái chỗ này ổ, cái này vẫn chùi được, nhưng mà thật sự nó không quá quan trọng anh em nhá. Không quá quan trọng nên là mình không nhất thiết rồi mình giờ phải chùi hết tại vì nó nằm phía trong. Đó. Còn anh em nào có thời gian á thì mình về mình mua đồ mình chùi thôi nè, đánh bát, đánh mấy cái đồ tẩy á thì nó vẫn ra hết chứ không có gì hết, nhưng mà chứ đồ cổ thì thật sự nó không quá quan trọng. À, trong cái thời gian mà cứ tháo nắp này thì cô chia sẻ với em chút như vậy ha. Chủ yếu là máy móc các thứ nó hoạt động tốt ha. À, là cái điều mà mình quan trọng nhất là nó hoạt động tốt. Còn cái đó thì không đặt nặng vấn đề đâu nha. Rồi ok, bây giờ mình cạy lên. Đó. Đây nè, đó, còn nguyên bùi nè ha. Nguyên bùi nè. Đưa tay chùi nè. Đây đem tủ hồng nha, em lưu ý nè, đây tủ hồng nè. Thì nó mới là hay nhất, có giá trị nhất em này ha. Đó, ok chưa? Ok chưa? Máy bên trong rất đẹp ha. Rồi ok, thì nhiều anh em nói là thôi Khôi làm clip này á thì Khôi báo giá luôn cái lúc mà phần này này, cái phần cuối này này, thì để anh em khỏi phải xem phần cuối, tại vì nhiều người họ đã biết tới con này rồi, họ chỉ muốn tới đây thì con bố mức giá luôn để anh em chốt. Có cái phần cuối thì không cần không cần nghe á nha, thì Khôi báo luôn. Thì cái con này Khôi cũng bán bằng với những cái năm trước rồi nè, bằng với những năm trước thôi chứ cũng không có lên cao. Vì hôm nay cũng gọi là sắp tới Tết Tây rồi, chuẩn bị Tết Ta rồi, nên là bán luôn để cho nó mau trôi hàng. Rồi Khôi đã test thử chất âm em của âm ly cũng như là loa, thì đây là những cái món rất là quen thuộc. Âm ly Fisher 400T thì nó là một trong những con âm ly huyền thoại rồi nè, đánh tốt AR2 và được đánh giá rất là cao. Chất âm nó đã vượt qua khỏi những cái con 500T, 700T vì nó là sò nhôm xuất tù, mà sò nhôm Motorola là tiếng rất là hay. Rồi thì anh em nào đang có AR2, AR4 cũng như các dòng loa cổ thì cứ mua về quấn nè. Và Khôi khẳng định bên em sẽ đánh 7, 7, 8, 8, 9, 9 Bune á, hay hơn Sanctuary Bune nha, anh em lưu ý. Thì và đặc biệt là hôm nay là 18 Tết rồi, 18 tháng Chạp rồi, thì còn vài ngày nữa là bưu điện nghỉ làm, nên Khôi bán sạc kho, giá của con âm ly này là 15.500.000, còn ngày thường anh em thì 18.500.000. Nếu mà anh em thích chơi có điều kiện thì mua ngay trước Tết để được cái giá ưu đãi nhá. Rồi chuyển khoản đủ Khôi vẫn bao ship tận nơi, còn mà ship code thì anh em cọc cho Khôi 30%, phần còn lại thì bưu điện thu hộ, bên mua chịu ship, bên bán chịu phí thu hộ. Cảm ơn anh em lần nữa và chúc tất cả sẽ lựa chọn được món hàng ý để chơi Tết trong cái dịp này. Và những ai chưa đăng ký kênh thì nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ cho Khôi cũng như để theo dõi cập nhật được các sản phẩm mới nhất Khôi đăng tải hàng ngày. Và xin phép tạm dừng ở đây.